đợt phong mùa xuân đầu tiên của năm nay sẽ tràn về vào tối ngày 13 tháng 5. Hệ thống đối lưu trong đợt phong lần này đang mạnh dần lên, dự đoán sẽ mang theo lượng hơi nước lớn, có khả năng gây ra nhiều trận mưa rào. Cục khí tượng nhắc nhở vào thứ Bảy và Chủ nhật tuần này sẽ là thời điểm mưa to nhất, trên toàn Đài Loan đều sẽ có mưa. Bên cạnh mưa to, nhiệt độ ở các nơi cũng sẽ giảm rõ rệt. Kể từ thứ Bảy và Chủ nhật, thời tiết ở các nơi bắt đầu chuyển lạnh. Vào ngày thứ Hai, khu vực từ Trung Bộ trở lên phía Bắc, nhiệt độ sẽ xuống dưới 20 độ C. Khu vực Nam Bộ, Hoa Liên và Đài Đông cũng sẽ cảm nhận sự thay đổi về nhiệt độ. Từ ngày thứ Ba, nhiệt độ mới ấm dần lên. 那因为封面前的这个所谓西南季风的这个区域，通常都是雨最大的这个区域。那影响时间相对来讲，中部南部就会比较长。 Theo phân tích của chuyên gia khí tượng, đối với đợt phong gây mưa lần này, điều cần lưu ý là thời gian ảnh hưởng sẽ kéo dài ít nhất 3 ngày. Cùng với sự tràn về của phong mưa xuân và cường độ của hệ thống đối lưu, sẽ mang theo mưa với cường độ lớn, có khả năng gây ra thiên tai. Theo dự đoán hiện tại, thì tổng lượng mưa tại khu vực Trung Bộ là cao nhất cả nước. Vào ngày 13, Đài Loan ghi nhận 64.972 ca nhiễm nội địa, Tân Bắc 22.483 ca, Đài Bắc 11.613 ca, Đào Viên 9.434 ca, đồng thời có 41 ca tử vong. Trong đó, 40 ca thuộc nhóm bệnh nhân ung thư, có tiền sử bệnh mãn tính và phần lớn là nhóm người cao tuổi. Hiện tại, ba nhóm đối tượng gồm kiểm dịch tại nhà, cách ly tại nhà và tự theo dõi sức khỏe. Nếu test nhanh kết quả dương tính, thì có thể thông qua khám bệnh trực tuyến để giúp xác nhận có nhiễm COVID hay không. Đồng thời, để thuận tiện cho người dân nhận thuốc, Trung tâm chỉ đạo tuyên bố kể từ thứ Sáu ngày 13 tháng 5 sẽ cho phép người thân mang theo thẻ bảo hiểm của F0 đến các phòng khám phòng dịch thuộc 137 bệnh viện chỉ định trên toàn Đài Loan để đăng ký kê khai bệnh và nhận thuốc thay cho F0. Trung tâm chỉ đạo cho biết F0 cần phải được bác sĩ đánh giá phù hợp với điều kiện được sử dụng thuốc và người nhận thuốc thay không phải là đối tượng bị cách ly thì mới hợp lệ. Hiện số ca nhiễm nội địa trong ngày của Đài Loan đã vượt mốc 60.000 ca. Tổng số người nhiễm bệnh từ đầu năm cho đến nay đã vượt hơn 500.000 người. Các giới lo ngại thời điểm đỉnh dịch sắp tới có thể sẽ khiến cho hệ thống y tế của Đài Loan quá tải. Vì thế kêu gọi trung tâm chỉ đạo nên xem xét tăng cường biện pháp cách ly và xây dựng bệnh viện dã chiến. Dịch COVID-19 bùng phát đã hơn 2 năm, lần đầu tiên Triều Tiên cho biết trong nước đã xuất hiện ca nhiễm đầu tiên, được phát hiện trong khi xét nghiệm sàng lọc tại Bình Nhưỡng. Đây là ca nhiễm chủng BA2 thuộc biến thể Omicron. Lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un cho biết đây là trạng thái khẩn cấp quốc gia và tuyên bố đã tiến hành phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ngoài ra, số ca tử vong do nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã chính thức vượt hơn con số 1 triệu người. Quốc hội Mỹ đã treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân. Hiện nay, trung bình mỗi ngày tại Mỹ có khoảng 84.000 ca nhiễm, đang có dấu hiệu tăng trở lại. Chuyên gia cảnh báo vào mùa thu năm nay, tình hình dịch bệnh e rằng sẽ không mấy lạc quan. Các đơn vị liên quan tại Liên minh châu Âu tuyên bố kể từ ngày 16 tháng 5 trên các chuyến bay trong khu vực Liên minh châu Âu sẽ hủy bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết đang cân nhắc đến việc không cần đeo khẩu trang tại các khu vực vắng người bên ngoài trời. Tuy nhiên, các chuyên gia phòng chống dịch của châu Âu cũng như của Nhật Bản đều nhấn mạnh vẫn phải duy trì giãn cách xã hội và thường xuyên rửa tay. Vào tối ngày 12, Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan cùng với 6 cơ quan nghiên cứu nổi tiếng trên toàn cầu cho công bố tấm hình thứ hai về hố đen vũ trụ. Hố đen Sagittarius A cách trái đất khoảng 27.000 năm ánh sáng, nằm ngay trung tâm dải ngân hà, nhỏ hơn hố đen M87 được công bố năm 2019 khoảng 2.000 lần, nhưng thuộc loại hố đen siêu lớn trong dải ngân hà, có hình dạng giống như chiếc bánh hình tròn. And like the M87 black hole, the first black hole we saw, it has this similar donut or ring-like shape. And this seems to be a common feature of both the black holes we have seen. Theo Viện Nghiên cứu Trung ương, hình ảnh chụp được là đến từ dự án kính viễn vọng chân trời sự kiện. Mạng lưới 8 kính thiên văn vô tuyến trên thế giới liên kết tạo thành một kính thiên văn ảo có kích thước bằng với trái đất nên đạt được độ phân giải cao. Trong đó, Đài Loan đóng góp 3 kính thiên văn, cho thấy sự phát triển của nền khoa học tại Đài Loan và đóng vai trò quan trọng trên thế giới.